11 điều cấm phạm về mộ phần tổ tiên, kẻo thánh thần của phạt, ba đời tài lộc tiêu tán. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, phong thủy âm trạch là một ngành khoa học nhấn mạnh sự hòa hợp giữa con người với sinh khí tự nhiên, dựa vào âm phần mà quyết định dương phần, lấy nơi chôn cất của người đã khuất để luận về những người còn sống. Phong thủy hung cát của mộ phần tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh, tiền đồ, tài lộc của con cháu đời sau. Chính vì vậy, phong thủy luôn là vấn đề mà mọi người cần phải chú ý và xem xét đầu tiên khi làm các việc liên quan đến an táng mộ phần. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ lưu ý tới tất cả quý vị về 11 lỗi phong thủy âm phần cần phải tuyệt đối kiêng kỵ, kẻo rước hại vào thân. 1. Mộ phần bị ngập nước. Có những phần mộ được an táng ở nơi thấp trũng, mỗi khi trời mưa to, gió lớn thì thường bị ngập trong nước. Cũng có trường hợp xung quanh có người xây lại mộ, vô tình khiến cho hướng nước chảy thay đổi, làm cho nước chảy xuống ngập quanh mộ phần của người khác. Ngoài ra, nhiều ngôi mộ được đặt ở gần sông suối, ao hồ hoặc theo thói quen của người Việt xưa, an táng cho người nhà ở ngay phần ruộng nhà mình. Nên khi mưa lớn hay lũ lụt là nước dâng lên, nhấn chìm ngôi mộ trong biển nước. Theo phong thủy âm trạch, mộ bị ngấm nước sẽ khiến cho linh hồn của người đã khuất chịu cảnh rét mướt, con cháu đời sau cũng vì thế mà sức khỏe yếu ớt, sợ gió, sợ lạnh, dễ mắc các bệnh về xương khớp, phong thấp, ho hen hay cảm mạo, thậm chí là nghiêm trọng hơn, còn có thể khiến cho con cháu bị chết đuối hay say rượu mà tử vong. 2. Mộ phần bị dẫm đạp. Có những phần mộ nằm ở nơi công cộng, nhiều người qua lại, thường xuyên bị mọi người vô ý dẫm đạp lên, thậm chí còn bị cho thành đường mòn trên đường mộ. Nếu để cho mộ phần nhà bị rơi vào tình cảnh này thì cực kỳ nguy hiểm, bởi như vậy thì mộ phần đã bị hủy hoại. Linh hồn người đã khuất không được an ổn, chịu cảnh người đời giày xéo, tương ứng với việc đó con cháu đời sau cũng sẽ phải chịu cảnh thân phận thấp hèn trong xã hội, khó lòng ngóc đầu lên được, cả đời nghèo khó, thường bị người khác sai phát, nạt nộ, khó lòng làm nên nghiệp lớn. 3. Mộ phần bị chèn ép. Những ngôi mộ đời trước xây dựng từ thời xa xưa phần lớn đều không có tường bao hay nằm trong quần thể kiên cố. Sau này, những ngôi mộ lớn dần dần mọc lên, khiến cho những ngôi mộ này bị chèn ép ở giữa, có chỗ còn bị lấn chiếm đất, lấn sát vào mộ. Cứ thế người trong mộ khó lòng an nghỉ, đến chỗ để thờ cũng không có, con cháu người đó cũng khó có thể an cư lạc nghiệp, rất có thể chịu nhiều hậu họa từ nhà đất. Chọn hình thế đất táng chuẩn phong thủy, con cháu đời sau sẽ tha hồ hưởng lộc. 4. Mộ phần bị gỗ quan tài hay gạch đá đè lên. Nhiều ngôi mộ không được quây gọn trong một quần thể riêng, khi bên cạnh có người an táng, cải táng thì rất có khả năng bị những thứ vứt bỏ trong quá trình đó như là gỗ quan tài hay gạch đá bùn đất đè lên. Khi đó linh hồn bên dưới mộ sẽ chịu tổn thương, con cháu có thể bị trúng phong, bị thương tay chân hay thành người thực vật nằm liệt trên giường. Nếu gạch đá đè lên phần mộ thì con cháu dễ bị tai nạn tổn thương đến não bộ hay bị bệnh thần kinh. Gạch đá đè lên xung quanh mộ, con cháu sức khỏe bị yếu hay đau người, nhức mỏi toàn thân. 5. Mộ phần bị đào trộm. Những nhà giàu có khi an táng người thân thường đặt những vàng bạc đá quý làm đồ tùy táng, khiến cho kẻ xấu xa, nổi lòng tham sinh ý đào trộm mộ. Chẳng những đồ tùy táng bị lấy mất mà xương cốt người đã khuất còn bị phơi bày, dễ bị thú hoang xâm phạm, linh hồn người đã khuất khó lòng siêu thoát. Con cháu đời sau sẽ gặp phải bất trắc, có thể bị sát hại vứt xác nơi hoang vắng, thậm chí là đứt đoạn huyết mạch ngay sau này. 6. Xương cốt bị thất tán. Những ngôi mộ an táng ở nơi hoang vắng không được coi sóc thường xuyên, rất dễ bị thú hoang đào lên xâm phạm, chúng phá quan tài, bới xương cốt lên khắp nơi. Những phần xương còn sót lại bị vứt lung tung bên trong mộ. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy âm trạch, linh hồn bị giày xéo, dễ sinh ra tranh chấp với những linh hồn khác, ảnh hưởng đến sự nghiệp của con cháu đời sau, dễ bị vướng vào chuyện thị phi hay bị người đời gây khó dễ, dùng mưu kế để hãm hại. 7. Đất trước mộ bị sụt lún, xói lở. Nếu mộ được táng nơi đất mềm hoặc bên bờ đồi, núi, ruộng nương thì rất dễ bị sụt lún hoặc xói lở, khiến cho ngôi mộ bị nghiêng. Ngoài ra, những ngôi mộ đặt ở nơi cao không có gì che chắn như trên đỉnh đồi, đỉnh núi cũng không tốt bởi không có cảm giác vững chắc, dễ bị gió mạnh làm chao đảo. Người đã khuất nằm trong mộ cũng không được an nghỉ, luôn luôn phải lo lắng bất an. Do đó mà con cháu đời sau cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng, có thể bị ngã cầu thang, trượt chân hoặc gặp tai nạn giao thông. Do đó chúng ta cần phải nắm rõ thế đất đại hung khi táng mộ cho người thân đã khuất. 8.
kiến, mối, rắn chuột, đào sới làm tổ trong mộ. Do nhiều yếu tố mà trên mộ có thể hình thành những lỗ khuyết khiến cho mối, rắn chuột chui vào đó để tìm kiếm thức ăn hay làm tổ ngay trong mộ, phá hoại cốt quách, gây sụt lún mộ phần. Linh hồn người đó cũng phải chịu nhiều sợ hãi, kinh hoàng, hoảng sợ. Con cháu họ có thể vì thế mà chịu cảnh tha hương, cầu thực, nghèo khổ, không trốn dung thân, hay vướng nạn chém giết, đánh nhau, bị thương vong hoặc rơi vào cảnh tù tội. 9. Mộ đè lên mộ. Thời trước khi lập mộ rất đơn giản, dùng đất đắp vun lên thành mô cao, sau đó lấy gỗ hoặc gạch đá khắc thành bia mộ. Lâu ngày mộ bị xói mòn, không còn dấu hiệu gì để nhận biết, trở thành khoảng đất bằng phẳng. Sau này, do đất an táng ngày một hiếm hoi, các ngôi mộ cũng đan xen khinh khít, khó lòng phân biệt, nên có trường hợp đã xây mộ mới đè lên mộ cũ. Mộ đè lên mộ. Theo phong thủy âm trạch, khi hai ngôi mộ đè lên nhau thì linh hồn người nằm trong đó cũng không thể nào an ổn. Con cháu của mộ nằm ở dưới cả đời phải sống hèn mọn, luôn bị người khác chèn ép sai phái. Còn con cháu của mộ nằm trên cũng chẳng được thuận lợi, sự nghiệp trắc trở, gặp đủ khó khăn, khó có thể thành công. 10. Tường bao kín quanh mộ, không có cửa hay lối ra vào. Khi xây dựng mộ phần, nếu bất cẩn làm tường bao kín, không chừa lại chỗ làm lối ra. Sau này con cháu mỗi lần đến thăm và làm lễ lại tùy tiện bước qua tường, vào bên trong thì cực kỳ không tốt. Linh hồn người đã khuất bị nhốt bên trong không được siêu thoát, khiến cho con cháu sau này sẽ phải ra vào chốn lao tổ. 11. Lỗ thoát nước khu mộ quá lớn hoặc bị tắc. Khi xây quần thể khu mộ, người ta sẽ thường phải tạo ra hệ thống thoát nước để mộ không bị ngập ứ nước. Lỗ thoát nước không được quá lớn, nếu không, tiền tài sẽ theo đó mà trôi mất. Con cháu đời sau nghèo khổ, tài vận cực kém hoặc mắc các bệnh tiêu hóa. Còn nếu lỗ thoát nước bị tắc bởi gạch đá hay cây cỏ tràn vào, thì con cháu sẽ bị các bệnh về mắt mũi hay đường tiết niệu hiếm muộn, đường sinh nở. Quý vị thân mến, trong phong thủy cơ bản sẽ chia thành hai lĩnh vực, đó là dương trạch và âm trạch. Dương trạch tượng trưng cho người còn sống và âm trạch thuộc về thế giới của những người đã khuất, mà cái gốc của đất trời chính là âm dương hòa hợp. Muốn cuộc sống được thuận buồm xuôi gió, mọi điều thuận lợi thì chúng ta cần phải cân bằng giữa hai yếu tố này. Vậy nên trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về những nguyên tắc cơ bản đối với phong thủy âm trạch và quy tắc xây dựng mộ phần. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. 1. Phong thủy âm trạch là gì? Âm trạch được xem là vùng đất để chôn người đã khuất hay còn gọi là mồ mả. Phong thủy có nghĩa là gió và nước, hai yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Bởi vậy, khi nghiên cứu về phong thủy, tức là xem ảnh hưởng của gió, khí, mạch nước, mộ phần, người ta thường vận dụng các nghiên cứu về phong thủy để cải thiện, tìm đến những vận may và xua đuổi vận đen. Như vậy, phong thủy âm trạch chính là cách vận dụng các yếu tố tự nhiên để xác định các vùng đất tốt về phong thủy để chôn cất người đã khuất và có thể mang lại phúc lộc cho con cháu đời sau. Phong thủy âm trạch và dương trạch có mối liên quan tới nhau. Nếu dựa trên khía cạnh mộ phần thì phong thủy cho rằng huyệt mộ có sinh khí sẽ mang lại tốt lành cho con cháu đang sống. 2. Nguyên tắc cơ bản của phong thủy âm trạch. Trong phong thủy âm trạch thì việc chọn đất và hướng đất lành sinh khí tốt cho người đã mất là rất quan trọng và có ý nghĩa đối với con cháu đời sau. Khi xem địa khí âm trạch cần phải chú ý đến các nguyên tắc cơ bản như sau. Nguyên tắc 1. Rồng đến có thế phát mạch từ xa. Điều này có nghĩa là âm trạch phong thủy cần phải xem xét đến yếu tố sơn mạch trên phạm vi vĩ mô. Đầu tiên, tức là núi từ phía xa là thế, núi gần là hình, thế tính trước, hình tính sau, thế quyết định hình. Thế đến hình rừng là nơi toàn khí. Núi, nơi an táng cần phải có đặc điểm, núi non nhấp nhô như từ trên trời kéo xuống, như vạn mã bay lên thành thế hay long uốn lượn, uyển chuyển, nên có thể hình thành sinh khí tốt, tức là có môi trường tự nhiên đẹp. Với địa thế âm trạch như trên thì con cháu hy vọng rằng khi người chết đi sẽ trở về với tự nhiên. Nguyên tắc thứ hai, lớp lớp che chắn từ xa đến gần. Theo nguyên tắc 1 thì hình thế của rồng có quan hệ với phát mạch từ xa. Nhưng mạch này không phải là đường thẳng mà cần phải có lớp lớp che chắn, có tầng tầng lớp lớp hậu vệ chủ mạch sẽ tốt, nếu quá thoáng sẽ tạo nên sự cô đơn. Nguyên tắc 3, thức cục phân minh. Bát lòng hữu dĩ. Phong thủy âm trạch phái hình pháp cho rằng hình thế cửa lai long nhỉ từ bên ngoài chia làm 5 thế. Đầu tiên chính thế, tức là long bắc phát chiều nam đến, chắc thế, long tây phát bắc làm huyệt, nam làm chiều. Nghịch thế, long nghịch thủy thượng chiều, thuận thủy hạ thứ là nghịch thế.
Thuận thế, hồi thế là thân long quay về núi tổ làm triều. Các thế lai long này lấy địa hình tự nhiên của thân núi để xem phong thủy âm trạch là tốt hay xấu. Phong thủy âm trạch là phái lý khí dựa vào ngũ tinh bát quái và các phương vị. Ngũ tinh ở trên trời tương ứng với ngũ hành như sau. Núi trên đất, nếu trên dấu là mộc, nhọn là hỏa, tròn là kim, dài là thủy. Sau đó dùng lý luận tương sinh tương khắc để xác định vị trí tài quan ấn lộc và dùng 24 sơn hướng để xác định hướng táng và tăng giảm âm dương để xác định tước cục. Theo hướng âm long hay dương long bao gồm hướng đông là mộc long, hướng nam hỏa long, hướng tây kim long, hướng bắc thủy long. Nguyên tắc 4. Huyệt trường phân minh. Huyệt hình đa dạng, phong thủy âm trạch cho rằng xét về vĩ mô là nơi sẽ có khí lớn và về mặt vĩ mô thì huyệt trường phải rõ ràng. Huyệt trong phong thủy âm trạch rất nhỏ, thường gọi là huyệt tám thước. Người ta xem huyệt là nữ âm, tức là nơi có thể lấy được khí ra và thu được khí vào. Vì vậy, huyệt phong thủy được xem như là đất toàn khí, nên khi lựa chọn đất chôn cất, đều cần chọn đất tốt và phụ thuộc vào địa hình khác nhau để chia làm hoa huyệt là rỗng hình tổ chim yến chôn ở nơi lõm xuống thường gặp nơi núi cao, kiểm huyệt hình giống hai chân bắt chéo nơi núi cao bình địa, ngũ huyệt là nơi bình địa núi cao. Đột huyệt có hình nồi úp, đỉnh có nhiều kiểu và thường thấy ở bình địa. Nguyên tắc 5. Núi bao nước vòng. Bốn mặt vây bọc. Ngoài việc chọn thế, hình, huyệt thì còn phải xem núi sông bao bọc xung quanh có hữu tình hay không để tạo thành môi trường tốt. Âm trạch phong thủy cho rằng nơi của chính huyệt là núi phải trẻ, hướng trước phải có mặt mở rộng, hình thế bốn bên trụ, kín gió và nước tụ. Đây là cách thức chọn phong thủy xung quanh của phần mộ, thể hiện quan hệ sơn thủy. Bên sông phải có đường đi, có nghĩa là núi sông đồng hành, sơn thủy dựa vào nhau để tồn tại. Môi trường sơn thủy kết hợp với sa chiều và án tạo thành môi trường nhỏ, trấn giữ bốn mặt tốt lành. Nguyên tắc 6. Vị trí đất để đặt mộ. Đầu tiên, khi định làm mộ cho người quá cố thì phải xem xét để chọn được vị trí và hướng đất đẹp. Vị trí đất đẹp sẽ cần những yếu tố sau. Với phần mộ, nếu có được nước chảy xung quanh sẽ là tốt nhất. Nên tránh phía trước mộ có nước xung xạ hoặc đi thẳng đến thẳng đi, vì nước là thủy đại diện trước nguồn tiền của là ngoại khí của sinh khí, vì thế nếu có thủy chạy quanh mộ huyệt là rất sinh thủy, sinh vượng. Nếu nước đi thẳng, đi không về, thì tiền của sẽ bị tiêu tán đi, gọi là tử địa hoặc là tuyệt địa, tức là đất không vong. Nếu mộ phần mà đằng sau có núi làm nơi đỡ thì rất tốt cho con cháu, vì núi đằng sau được coi là núi dựa. Nếu núi đầy đặn hùng vĩ, hình vuông thì con cháu sẽ được giàu sang thịnh vượng, còn núi hình nhọn, hình tròn là núi chim phượng thì nữ gia chủ sẽ được phúc lộc. Núi có hình mâm xôi gọi là chuông vàng thì con cháu trong nhà sẽ được phát quang thuận lợi. Trên đây là các nguyên tắc quan trọng nhất trong việc lựa chọn thế đất và lập phương vị hướng xây mộ phần sao cho chính xác với phong thủy. Ngoài ra, bạn cần phải tìm hiểu thêm về một số nguyên tắc khi xem đất để đặt mộ. Không đặt mộ tại những nơi có gió thổi vào, tốt nhất là bên trái và bên phải mộ phải khuất xa hộ vệ. Khi tìm vị trí đặt mộ phải tránh đặt dưới các cây cổ thụ vì gốc rễ của những cây này có thể đâm vào mộ. Theo phong thủy, điều này là không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu người đã khuất. Những nơi gần địa điểm công cộng như đường lớn, bến xe cũng không phù hợp để đặt mộ vì những nơi này dương khí khá mạnh. Về tâm linh, vị trí đặt mộ này dễ làm cho con cháu người đã khuất hư hỏng. Nguyên tắc 7. Chọn hướng đặt mộ. Tại khu nghĩa trang, gia chủ có thể dùng la bàn để tìm hướng hợp với người đã khuất khi chôn quay đầu quan tài về hướng hợp tuổi của họ. Phần bia mộ được gắn vào đầu phần mộ, phía người đã khuất quay đầu về. Người đến viếng sẽ đứng ở vị trí chân người đã khuất, chọn hướng xây mộ cũng giống như chọn hướng nhà khi xây. Khi lập hướng mộ cần phải tránh các phương vị hoàng tuyền và tuyến không phong. Những hướng này nếu chọn làm hướng mộ sẽ làm phá tài, tổn đinh, khiến cho con cháu bị suy bại. Còn khi động thổ, cần phải tránh vào bát sát hoàng tuyền, tam sát phương, trùng tang và mậu kỷ đại sát. Khi cải táng mộ, con cháu có thể bỏ qua trùng tang và lập mộ theo các hướng tốt như hướng thu cát thủy trước mặt. Huyền cát hay là huyệt hung không chỉ phụ thuộc vào vị trí và hướng phần mộ mà còn phụ thuộc vào ngày giờ, ngày tháng năm hạ huyệt. Dù cho có là huyệt cát thì khi hạ huyệt cũng phải tránh những giờ hung, điều đó đủ cho thấy chọn giờ hạ huyệt cũng vô cùng quan trọng.
Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ về những nguyên tắc cần phải lưu ý trong phong thủy âm trạch và cùng với đó là những kiêng kỵ khi xây dựng mộ phần để nuôi nguồn sinh khí tốt lành, mang lại phúc đức đời đời cho con cháu đời sau. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.